vị và các bạn, Thu Hà đang có mặt tại sân bay Nội Bài và chuẩn bị cho chuyến bay VN253 hành trình từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, một chuyến bay đặc biệt nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Còn bây giờ, hãy theo chân Thu Hà và VNA Customer cùng xem chuyến bay này có gì đặc biệt và thú vị nhé. Vietnam Airlines xin được tặng món quà nhỏ. Thiếu nhi Việt tiến lên phía đầu khoang khách để nhận quà và chụp hình lưu niệm với cô chú phi công tiếp viên. Quý vị thân mến, Thu Hà đang có mặt trên chuyến bay VN253 hành trình từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Và như quý vị cũng đã thấy thì Vietnam Airlines đã chuẩn bị rất nhiều những phần quà bất ngờ dành cho các hành khách nhí. Chúng ta có rất nhiều những chiếc bánh quy với hình thù ngượng nghĩnh và những chiếc thiệp rất xinh xắn. Và chúng ta hãy cùng chờ xem khoảnh khắc mà các hành khách nhí nhận được món quà bất ngờ từ Vietnam Airlines sẽ như thế nào nhé. Vietnam Airlines có nhiều chuyến bay tốt đẹp hơn. Con cảm thấy rất vui khi được nhận quà của hãng không Vietnam Airlines. Con có thích món quà này không? Con rất thích ạ. Thật sự là cũng không nghĩ là hôm nay là ở trên máy bay lại được các bạn tổ chức cho các cháu như thế này. Rất là vui. Các cháu chắc cũng rất là thích. Và chị cũng rất hài lòng với cái vụ của Vietnam Airlines. Chị cũng chẳng biết nói gì, nói là chúc tháng của mình là lúc nào cũng đông khách và khá là rất là nhiều thành công tất cả các bạn tiếp viên, rồi nói chung là tất cả những người, cả hành khách lúc nào cũng ủng hộ Việt Nam Airlines. Món quà trao gửi thay cho lời cảm ơn của hãng dành cho các hành khách nhí đã đồng hành cùng với Vietnam Airlines trong suốt thời gian qua. Thông qua hoạt động này, hãng cũng muốn mang đến những sự trải nghiệm, những niềm vui cho các hành khách đã đồng hành cùng với Vietnam Airlines. Một lần nữa, thay mặt những người làm chương trình, xin được chúc các em nhỏ một ngày quốc tế thiếu nhi thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!